trôi qua lại thèm mấy con tôm hùm. Trông dậy mà mua đi không con nó cũng sắp khóc lên bây giờ. À, thật là mệt mỏi quá, bà hành mấy đêm nay rồi. Ngày thì thèm ăn su su, tôi đã phong tín lên Sapa sương mù. 500 cây tôi vội vàng về nhà luộc xong bà có ăn đâu. Đêm hôm qua cũng nói thèm thịt gà luộc xong lại thích thịt bò. Rồi à, thế thì bố thằng nào mà chiều được. Con anh ăn chứ tôi có ăn được gì đâu. Tôi còn đang nghén đây này. Chồng gì mà bố lao, lại cặp mấy con chân dài. Loại chồng mà lăng nhăng thì bà cắt chứ giữ để làm gì. Chồng à vợ thấy sốt, giờ phải đắp 500 nghìn. Một tờ này không ăn thua đâu, một sấp em mới hết đau đầu. Anh ơi anh hãy mau trở về nhà, mẹ con em muốn đi chơi này. À em ơi em anh đang bận hộp mà, về ngày không có trình bày. Về rửa bát quét nhà nhanh lên, đừng để bà cáu. Đừng mà quá đáng, chịu đựng cũng có giới hạn. Đừng dựa vào hơi con tôi, hành hạ bộ nó mấy tháng nay rồi. Bụng bầu thì nó nghén, mà chồng nói không ra gì. Gọi bà ngoại sang đây xong tôi sẽ quấn gói đến xa nơi này. Ôi con tôi nó lại đạp rồi này, đừng buồn vì thằng bố con ơi. Con không nên nghe cái loại người này, chẳng phải là thằng bố của mày. Thằng hiệp hàng xóm đúng không? À, được đúng rồi đấy. Anh giỏi đánh đánh tôi đi. Đánh vào đây này. Tự dưng sao hôm nay dậy thấy mỏi hết tay, ngực sao căng căng lại còn nghén ăn. Bụng sao như quả bóng, sau mũi chạy hết đâu. Lưng đau chân phù, chẳng lẽ sắp chết đến nơi. Dài ơi, dâu bé nó khỏe lắm, giống mẹ ghê. Về bò ngay cho tôi bia rượu và coffee. Nhớ đấy. Nam nhi đang tung hoành, sao lại có thai. Giờ làm sao để quay về tôi như ngày trước. Suốt ngày ăn ở đâu rồi tinh nết bỗng dưng hay cằn nhằn. Chồng ơi ăn xoài đi, rồi vợ pha sữa tươi. Chồng đang mang thai phải nghỉ ngơi. Lưng mình đau không làm sao, chân mình đau chẳng hề gì để vợ xoa bóp cho. Chồng đừng lo. Thích lắm. Chồng sợ con mà sợ vợ công tác xa. Vợ đừng đi nha, con buồn lắm. Em sẽ ở nhà. Anh con trai nhưng nay mang thai, giờ để anh như con nay lạc trong khu rừng khắp thiên tai. Nhưng thật may thay khi dông bão qua đây, con nay đang loay hoay bỗng dưng con nạc tiên ở trên mây. Nạc tiên bước xuống cứu lấy chú nay vàng. Chú nay vàng ngây thơ nhận được hạnh phúc trong ngỡ ngàng. Nay biết ơn nàng cũng giống như anh, giờ anh đây đón nhận thử thách không chút bàng hoàng. Oh yeah, I love you. So, vợ ơi ra đây xem, con nó tập boxing. Đá căng kiểu này thì chắc làm vận động viên. Đá như Messi. Yo. Đúng 9 ngày nữa là anh sẽ vỡ chùm. Ui sợ nào. Chồng hãy yên tâm, có em luôn cạnh mà. Nhớ nhé. Em đang hoang mang, bác sĩ hãy nhẹ nhàng. Cậu tự tin lên, hít thở và vững tâm. Bỏ cái kéo ra. Con chắp tay cầu khấn, trời cao hãy ban ơn, để hai cha con sẽ bình an vô sự nhé. Chúc mừng cô Lý Thị Tiên, nhà cô đã có thêm một thành viên. Chúc mừng nha. Cảm ơn anh chồng yêu, thực sự anh rất siêu. Nhìn con hai ta thật đáng yêu. Con của ta, con của ta. Khóc nhiều quá, khóc nhiều quá, để bố thấy xót xa bao ngày qua. Con ơi, chồng hãy yên tâm, vợ đã có cách đây. Dù mẹ hy sinh, an toàn lắm.
sẽ khỏe hơn nhờ bio gái nhà mấy ngày qua. Men vi sinh đấy ạ, đồng hành với tuổi thơ làm tiêu hóa tốt hơn, trẻ từ không lên ba để kháng cao. Gia đình ta, gia đình ta sống bình yên, sống bình yên, mọi phiền lo khó khăn đã vượt qua. Nhìn con ăn ngon và giờ ngoan ngoãn hơn, bio Gaia cha mẹ muốn dành tặng cho. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Sau giấc mơ này, tôi như hiểu ra tất cả. Lúc vợ mang nặng đẻ đau, vất vả, khổ cực thế nào. Vậy mà, những tháng ngày qua tôi đã quá ích kỷ, vô tâm, chỉ lo cho công việc mà quên mất rằng vợ lúc nào cũng cần một bờ vai bên cạnh. Hỡi những người đàn ông, nếu như đang xem được câu chuyện của tôi thì hãy hiểu cho vợ. Bởi vì lúc vợ bầu bí luôn cần một bờ vai. Gaia, món quà mẹ muốn dành cho con khi con chào đời. La 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 la, men vi sinh bio Gaia là từ xưa mẹ ăn toàn cho trẻ, con khỏe mạnh hơn, cả nhà đều vui.